Rồi, okay, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con LG V50. Con này là bản Hàn các bác nhé. Thì con này nó không phải là dựng gì cả. Con này là zin rất là đẹp luôn. Nhưng mà em vẫn cứ tháo ra để xem là linh kiện bên trong nó có bị mất mát cái gì không, hay là nó có vấn đề gì không. Thì con này cũng là của một bác trong nhóm mình thôi, và gửi về cho em bán hộ bác ấy. Thì cái con này hồi xưa bác ấy mua là 7 triệu rưỡi này các bác này. Còn cái hóa đơn luôn nhé bác nhé. Em bác ấy gửi cả về cho em hóa đơn luôn. Đây của Bantech Cobai này. Thì các bác biết được cái shop này rồi. Thì không phải là khoe, nhưng mà ý là cái để cho các bác biết được cái nguồn gốc của cái máy này ấy. Thì đây cái số email là số bao nhiêu nhỉ? Số email là 0554. Em xem có đúng số email không. Thì em cũng cũng chưa kiểm tra cái số email có đúng không ấy. Đây. Đây. Bác thấy không? Số email này 0554 luôn, nhất chuẩn các bác nhé. Thì con này bác ấy mua từ mãi từ năm bao nhiêu, 2020 đấy, 3 năm rồi các bạn đấy. Nhưng mà bác ấy vẫn còn dùng được đấy. Đợt vừa là bác ấy mua cái con V60 của em cho nên là bác ấy bảo gửi lại con máy này để xem bán được thì bán. Đây thì em cũng test hết các thứ cho bác xem nhé. Đây DRM Info đây, cái này chỉ còn L3 thôi, thì bác nào thích thì tìm hiểu thôi. Ok, cái gì đấy nha, camera này còn ngon hết các bác nhá, này rất nét luôn, không vấn đề gì cả. Cam trước này đó rất bình thường luôn. Ok các bác, thì các bác yên tâm, con này thì em cũng đã test rồi, không vấn đề gì cả. Tuy nhiên cứ phải test lại cho các bác xem. Đây, dấu vân tay bình thường này các bác này. Android lúc này đang chạy Android 12 các bác nhé. Thì con này là wifi bình thường này, để em tắt wifi này này. Đây, nhận SIM bình thường các bác nhé. Đó, em sẽ nghe gọi phát. Tiệm cận bình thường này. Ok các bác. Đây các bác. Lên LTE bình thường các bác nhé. Đó. Ok luôn. Sẽ cắm vài cái thứ bình thường cho đây. Cổng 3.5 bình thường các bác nhé. Đây, cắm nút sạc. Thì cái con này ấy, là nó không có vấn đề gì vấn đề sạc cả, cho nên các bác yên tâm, nó không như con V60 đâu. Đấy, sạc nhanh bình thường các bác nhé. Độ chiều này. Đấy, cái này em đang dùng cái cọng cáp 18W A2C bình thường các bác nhé. Các bác nào không phải lo. Nói chung V50 thì nó không bị lỗi chân sạc, cho nên các bác cứ không phải lo. Tuy nhiên thì nó vẫn sạc khá là chậm. LG thì khá là chậm, cho nên các bác cũng hết sức thông cảm. Rồi. Thì ngoài này còn gì nữa không nhỉ? À quên, nói cái ngoại hình cho các bác chứ. Tại vì chiều nãy chưa nói. Thì con này chắc là không còn đẹp nữa. Tại vì cái thời gian sử dụng của nó đã lâu rồi. Đấy. Tuy nhiên pin còn khá là ngon các bác nhé. Pin em chờ để chờ 3-4 hôm nay rồi em thấy là ngon đấy, không không phải là kém đâu. Các bác nghĩ là dùng lâu rồi thì nó sẽ kém, nhưng mà pin còn rất là ngon. Tuy nhiên thì con này thì là cái ngoại hình nó không còn được đẹp cho lắm đây. Tuy nhiên thì cụm camera còn khá là đẹp. Đó, tuy nhiên có sức zoom, nhưng mà như bác vừa thấy là em chụp cũng không vấn đề gì. Đó. Ok. Lưng đây. Chỉ còn gọi là sức zoom nhiều nhưng mà vẫn còn khá là ổn các bác nhé. Đây, còn đây là cái cạnh dưới ấy. Cạnh dưới đây thì các bác thấy đấy, nó cũng có sức dăm thôi, nhưng mà được cái là không cần móp các bác nhé. Thay vì bác ấy có ốp ấy. Để các em nghĩ này, cái ốp này chắc là từ cũng chắc phải từ 3 năm trước. nó ố vàng như này rồi cơ mà, nó rất là bẩn. Được cái là nó không cần móp các bạn, còn xước cái dăm thì đương nhiên sẽ có rồi. Đó, cạnh trái này, cạnh trái cũng thế, cũng có sức dăm nhẹ nha các bác nhé. Chúng cũng không cần phải quay kỹ cái ngoại hình đâu, con này thì chắc chắn là không còn đẹp rồi. Cạnh trên thế cũng có sức răng nhưng mà không có cấn móp. Đây, cạnh phải cũng thế, cũng có sức răng, là cũng có sức răng nhưng mà không cấn móp đâu nhá, cứ yên tâm không cấn móp. Ok luôn. Màn hình đây dành cho các nào thích xem nó còn đẹp hay không. Đây thì màn hình con này đương nhiên là có xước rồi đấy, đã có xước tai le rồi, cũng không còn đẹp nữa. Nhưng mà các anh tâm, con màn hình này là zin đen đẹp luôn. Đấy, và đấy, nói đến cái màn hình thì phải nói luôn là con này đã bị ám, à quên, đã bị lưu ảnh rồi nhé các bác nhé. Lưu ảnh thì ở mức độ nào thì em cũng không
không không em chỉ nói cái cá nhân thôi, thì em thấy mức độ này vẫn còn chấp nhận được, nó không phải là nặng quá. Đây em sẽ cho các bác xem cái việt ám của nó. Rồi, ok. Ở quên chỗ khác chứ nhỉ. Ôi nhầm rồi. Đây các bác. Thì con này em thấy là nó ám ở phía 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 trên này nhiều này. Chỗ cái dải này này. Đây ở đây thì các bác cũng có nhận ra không? Để cái nền xám xám ấy. Đây này. Cũng khá là khó nhìn đúng không? Tại vì quay qua cái camera này thì nó sẽ khó là có nhìn. Khó nhìn phết các bạn đây, nó ám dải ở khu này này. Đấy. Ở dưới này thì ở dưới cái đáy này thì nó cũng có ám nhưng dưới này thì nhẹ. Có mỗi khu trên này thì nặng hơn này. Đấy, khu trên này này, dải lên đây này. Đấy, nói chung là màn hình con này là có ám nha các bạn nhé. Ám ở mức độ là nếu mà theo đánh giá của em là ở mức độ nhẹ. Còn tùy các bác có thể là bảo nặng đây. Nói chung là cũng qua camera nó khó nhìn quá cho nên là em cũng không 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 biết phải diễn tả như thế nào nữa. Đấy, mỗi chỗ này là dễ nhìn nhất này. Đấy, nói chung là có ám. Đây, như này dễ nhìn này đấy, đúng không? Đó, có ám nha các bác nhé. Đó thì lên tại vì con này là mình nó có ám cho nên em bán là giá là 1,6 triệu các bác nhé. Ok, em tiện thể em sẽ test luôn tất cả các chức năng cho các bác xem. Đây các bác. Tiệm cận ánh sáng bình thường này. Các phím bấm này. Ok, bình thường hết. Chuông bình thường này, rung này. Rung bình thường nhé. Con quay hồi chuyển này bình thường này. Mic dưới này. Ok này. Mic trên này. Cái con V50 này, cái loa ngoài của nó khá là bé cho nên là test mic này phải thổi vậy thì nó mới nghe thấy. Cần các bác gõ về nó bé lắm. À quên, cảm ứng đây, cái quan trọng là cảm ứng. Đó. Thì các bác yên tâm, cảm ứng con này bình thường các bác nhé. Đương nhiên là áp suất thì không còn đâu, tại vì tí em sẽ tháo máy ra. Ok. À, thì còn cái này nữa quên chưa test. Đây, thì đây là một cái con máy nguyên bản mà đã mua cách đây 3 năm rồi. Em thì em sẽ thử test cái pin này xem nó được bao nhiêu. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Cái pin này này, đấy, các bạn nguyên bản này, nó sạc đến 1.253 lần nhưng mà pin nó còn khá là ngon các bác nhé. Đấy, cho nên là nhiều khi là đấy, nhiều khi là bây giờ không hiểu sao là em cũng không hiểu sao là em cũng đã có dùng con V60 nó tầm 1 năm rồi. Tầm 1 năm nhưng mà cái số lần gạt sạc pin này nó trả lên lần nào em cũng chẳng hiểu nó như thế nào luôn đấy. Cho nên là cách tính của battery cycle này là em cũng chịu luôn cái bên LG không biết họ tính kiểu gì. Đấy. Còn con này thì đương nhiên là pin là sạc rất nhiều, cái gì có cái gì thì vẫn phải nói như vậy tại vì con này là máy nguyên bản mà. Đấy. Ok, nhưng mà các bác đừng sợ nhé. Đấy, các bác thấy em test từ nãy giờ pin nó đâu tụt máy đâu. Và con này em để thời gian chờ rồi nó còn khá là ngon các bác nhé. Đó. Còn gì nữa đây? IMPL bằng 1 đấy các bác nhá. Đó. Hơi khó nhìn nhỉ. Rồi. Ok, thì các bác yên tâm, con máy này đảm bảo cho các bác là tất cả chức năng đều bình thường hết. Thì em sẽ tháo con máy ra để cho các bác yên tâm. Đây. Đây. Lắp lưng cũng xịn của nó luôn nhé các bác nhá. Ok rồi. Con này zin đến từng con ốc thôi nhé. Em đã tháo ra rồi. Em đã tháo rồi nên em biết. Thì lần này tháo lại cho các bác thôi. Thực sự là con máy mà các bác nghĩ đi, con máy mà mua từ cái năm 2020 có nghĩa là cách đây 3 năm thì cái thời điểm đấy ấy, thì là cái máy dựng trên con V50 chắc chắn là em nghĩ là chưa có hoặc là có nhưng mà nó cũng rất là ít cho nên là cái tỷ lệ máy lỗi là không là là ít lắm. Bây giờ thì không biết, bây giờ thì tại vì bây giờ thị trường LG thì nó cũng
nó cũng 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 ấy quá, nó cũng hết rồi ấy. Cho nên là đương nhiên ví dụ như con V60 như thế dựng thì nó cũng rất là nhiều, còn V50 thì các bác đi thì chắc chắn một điều là hàng zin thì vẫn có thôi, vẫn có nhưng mà nó đắt lắm, nó đắt và ít hàng ấy. Ôi dạ, nó chắc à, đây có một zin này, thấy không, thấy không, đây bác nhìn này này, có máy, giờ em mới tháo cái này ra này. Tại vì các bác biết là pin pin này chưa tháo, vừa giờ mới tháo ra thì thì cái số lần sạc nó sẽ về không thôi. Còn này các bác thấy không, cái loa thoại rất bẩn này. Đấy. Đây là khe sim này, khe sim nguyên bản theo gốc của nó luôn nhé các bác nhé. Đây, cái số email này, à bên ngoài số email. Cái này là số series. Đấy, khóa nó khó nhìn, cái ánh điện này khó nhìn quá. Không biết các bác có nhìn thấy không? Rồi, nhưng các anh ta, email cũng đi theo nó luôn. À bên khe sim. Ok các bác. Thì đây, đây là cái main của nó nhé các bác nhé. Thì cái bên trên này cái dấu vân tay của em nó vẫn để lại, các cái này nó đặc điểm là có dấu vân tay cái nó không xóa được đâu. Ok đây, đây rồi. Đằng sau này nét nẹt này, đằng sau chưa có động với dấu vân tay cái này nó còn nét nẹt này các bạn đó, cho nên các bác yên tâm nhé, main con này thì tuyệt đối zin được, không phải sợ gì cả. Và đây là cái nội tạng bên trong nó, miếng đồng tản nhiệt này các thứ này còn ok hết nhé các bác nhé. Đấy, ok các bác, nguyên zin luôn, cái cụm này thậm chí em chưa thèm tháo ra luôn, nó còn zin đét đây này và cục sạc còn rất là ngon đó. Thì các bác yên tâm nhé, con này thì ngoại hình xấu thì không tránh khỏi, và các bác sẽ lo lắng phần nữa là cái pin ấy, cái pin nó các bác thấy là nó sạc hơn 1.000 lần rồi, thì các bác sợ là cái cục pin nó sẽ bị chai. Thì đúng, nó sẽ phải chai thôi, vì dùng con máy 3-4 năm thì không thể nào mà không chai được. Tuy nhiên ấy, con máy nào mà zin nguyên bản mà cái tầm đấy thì nó cũng vậy thôi. Nhưng mà em thấy là thứ nhất nhá, cục pin này là pin ngon đét luôn các bác nhé. Đây, còn mới quang luôn, chưa hề có dấu hiệu động chạm là một. Thứ hai là cái thời gian chờ pin này cũng khá là ngon. Em chờ nó 3-4 ngày rồi nên em biết về dám khẳng định với các bác là con pin này nó vẫn còn ổn để các bác dùng. Thì ổn đến mức nào thì em sẽ đánh giá con này sẽ tầm khoảng 85%, 80 đến 85% các bác nhé. Đấy, cho các bác đương nhiên là em sẽ không thể là mà còn khoảng trên 90% được, thì con này em đánh giá tầm 80 đến 85%, tại vì bên Android thì nó không có cái số phần trăm chai pin, cho nên là phải ước lượng vào cái tùy người ước lượng thôi, dùng mới biết được các bạn. Đấy, rồi ok, bác nào mà cần mua con này thì liên lạc em số điện thoại trên góc màn hình nhé các bác nhé. Ok, chào các bác.